Mình đang ở cấp độ 7 thì dùng Minoxidil có mọc lại được không? Nếu mọc thì lên được cấp độ mấy? Đối với bạn mà bị cấp độ 7 thì mình tin là bạn đã để cái tình trạng này nó kéo dài quá lâu rồi. Đúng không ạ? Là tính theo năm rồi. Nếu lên được thì cũng có thể lên được, nhưng nó sẽ khó hơn những người bình thường và bạn cần phải kiên trì hơn rất nhiều. Vì bạn đang ở cấp độ 7 là một cái cấp độ mà nó cấp độ cuối rồi. Bạn cần phải kết hợp thêm cả lăn kim, kết hợp thêm cả viên uống và kết hợp thêm cả combo sạch sâu nữa. Đấy, combo sạch sâu thì mình đã chia sẻ với các bạn rất là nhiều đấy, từ dầu gội cho đến tẩy tế bào chết ra đầu, được chưa? Bên cạnh đó thì phải thật sự kiên trì đấy. Đã là cấp độ 7 thì các bạn phải rất kiên trì, phải đến trên 6 tháng cho đến 8 tháng trở lên thì các bạn bắt đầu mới thấy những cái kết quả. Những gì mà mình đã chia sẻ với các bạn ấy là những cái gì mà mình đã có những cái tìm hiểu, đã có những cái trải nghiệm. Đó. Những cái gì mà mình không có trải nghiệm, không có trải qua, những cái sản phẩm là không trải qua thì không bao giờ mình đưa lên video hoặc đưa lên để chia sẻ cho các bạn. Đó là cái quan điểm của mình.